Bảo Khanh xin kính chào quý vị khán giả trở lại với phần 2 của chương trình. Và với phần mở đầu của phần 2 chương trình này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những căn nhà mới lên thị trường. Trước tiên là căn nhà ở thành phố Acadia với giá là 999.000, nhà 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm. Nhà rộng là 1.677 square feet, lot size là 5.885 square feet. Thì ở thành phố Acadia quý vị với giá là 999.000, coi như là khoảng 1 triệu đó quý vị. Nhưng nhà cũng rộng rãi, nhà rộng đến 1.600 lận. Trên 1.600, lot size là 5.885. Nhà đến 4 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm. Với giá là 999.000, 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm ở thành phố Acadia. Nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang lại hết rồi, thì coi như cái này là move-in condition rồi đó quý vị. Nhà ở thành phố Acadia. Và căn tiếp theo là ở thành phố El Monte. Nhà này thì là giá là 1.090.000, nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng là 1.750 square feet, lot size là 9.398 square feet. Thì ở El Monte không biết list giá, Khanh thấy cái này là giống như là giá trên trời rồi đó. 1.090.000. Đất rộng mà nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì đó. Nhà đất rộng đến 9.300 trên 9.000 lận. Mua miếng đất nữa đó, bao la bao đó, ngăn ra. Nhà ở thành phố El Monte, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Với giá là 1.090.000 ở thành phố El Monte. Thì theo Khanh thấy thì như là đã xây cái ADU rồi. Nhưng mà nếu mà để như vậy là không có permit. Thì á, ở thành phố El Monte, giá là 1.090.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng rãi, 1.750 square feet, lot size là 9.398 square feet. Đất vẫn còn rộng. Thì mình thấy đó, thấy cái căn cái phía bên kia mình thấy là một cái như thế nữa rồi, là làm từ cái garage á, cái garage convert mà làm dài thêm phía sau nữa. Và chúng ta trở về với OC qua căn ở Huntington Beach. Thưa quý vị, căn này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đang list với giá là 1.269.000. Diện tích ở là 1.631 square feet, tòa lạc trên cái lot size là 6.175 square feet. Căn này đang list lên với giá một lần nữa là 1.269.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ngay tại thành phố biển Huntington Beach, thưa quý vị. Đó, đây là nhìn từ trên xuống căn mà màu đỏ đỏ, có cái ngói đó. Đó đây. Quý vị nào thích ở mùng biển Huntington, gió mát, trăng thanh, thì quý vị vui lòng liên lạc đến cho chúng tôi để dẫn quý vị đi xem. Không chỉ căn nhà này mà những căn nhà khác trên thị trường list lên mới nhất hàng ngày, hoặc là gửi cho quý vị những cái danh sách mà nó tự động cập nhật căn nào vừa mới lên thị trường là gửi ngay lập tức cho quý vị, không sót căn nào theo những yêu cầu của quý vị. Căn thứ hai chúng ta tới với Midway City. Căn này đang list lên với giá là 999.880, vừa số 8 vừa số 9 khỏi kiện. 3 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Căn này diện tích ở là 1.016 square feet, lot size là 7.312 square feet. Ngay tại Midway City là ngay Westminster Lido Sài Gòn đó, kính thưa quý vị. Đằng sau thì còn khá là rộng để cho quý vị có thể xây thêm ADU. Đó, cổng vô sau cũng rộng luôn. Ngay tại Midway City, 999.880. Đây là phía mặt trước. Đó, mặt trước cho quý vị. Nhìn bên ngoài sạch sẽ đẹp đẽ ha. Dạ. Midway thì nhiều căn gọn gàng sạch sẽ, nhìn ở bên ngoài rất là thích. Nhà Midway City sắp sửa sẽ lên dữ lắm. Em biết sao không? Là cái city như city duy nhất ở cái khu này nè cho phép Airbnb. Các thành phố khác là bị kiện, các hotel kiện hết rồi. Còn Midway City tại vì nó nhỏ với lại nhỏ, nằm ở ngay trung tâm phố, thành ra nó không lọt, nó không có gần ngay những cái khu tourist này nọ, thành ra không bị ảnh hưởng.
Thành ra là chỉ có hiện giờ là ở đây là chưa có bị gì hết, là Airbnb nhiều lắm đó. Thành có mấy Mà người nó quen. rất là thuận tiện đi lại Tiện nữa, tiện ở cũng ở ngay khu trong này. khu Lido Sài Ừ Gòn đó, luôn. xong rồi rất là Airbnb thì là có, không có, có bị ảnh hưởng là vẫn Dạ, còn. Còn dạ. các khu khác là bị bị kiện Kiện hết, tụng. bị kiện tụng Nhưng hết, mà phải bỏ Anaheim hết. đó, gần Disneyland đó. Trời ơi, Fountain Valley á cũng bị, nói chung giờ thành phố Gần nào cũng bị biển hết, chỉ có á. Midway City là không, chưa có bị. Nó nhỏ Với lại nó quá. nhỏ, với lại nó nằm ở trung tâm này là nó không có bị ảnh hưởng bởi mấy cái công ty lớn. Và căn tiếp theo trở về với LA là ở Rosemead, là giá là 879.888. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 1.000, trên 1.700 quý vị, và lot size là 7.477 square feet với giá là 879.880. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở thành phố Rosemead. Nhà rộng là 1.736 square feet, lot size là trên 7.000 quý vị, cũng có thể xây được cái ADU. Đó, đây ở Đúng thành phố rồi, Rosemead. rộng Nhà chính thì là rộng 3 thanh phòng ngủ, thang hết 2 phòng tắm. chứ. Giá chỉ có 879.880 Mỹ kim. Rộng rãi quý vị. Nhà coi như là cũng dọn gọn gàng, sạch sẽ. Ở thành phố Rosemead gần đây. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 1.700 là thấy là rộng rãi rồi. Với 3 phòng ngủ mà chỉ có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Giá là 879.880 Mỹ kim. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.736 square feet, lot size là 7.477 square feet ở thành phố Rosemead. Có điều nhà sơn màu green. Và căn tiếp theo là ở Temple City với giá là 1.180.000, nhà cũng 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng là 1.472 square feet, lot size là 6.242 square feet ở thành phố Temple City. Thì nhà cũng là trung bình thôi, nhà ha, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng cỡ 1.400, trên 1.400. Lot size thì cũng trên 6.000. Giá là 1.180.000 ở thành phố Temple City. Temple City. Khu này khu đắc địa cho nên Phải trên 1.000.000. 1.180.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở Temple City. Nhà rộng 1.472 square feet, lot size là 6.242 square feet. Rộng rãi. Mà cũng được sửa sang sạch sẽ rồi, dọn dẹp sạch sẽ rồi, có thể là move in condition. Nếu như mình mà muốn sửa sang gì đó thì có cái để dành tiền sau này là cứ việc làm lại thôi quý vị. Mà at least bây giờ là Đúng mình có được căn nhà mình mong muốn. rồi. Ngay khu khu tốt nữa. Thành ra vẫn là nếu có điều kiện thì vẫn cứ mua, chần chừ là không mua được luôn quý vị à. Tại vì nhà thật sự nó lên nó xuống rồi nó lên, thí dụ như mình mua đầu tư thì mình hãy suy nghĩ nhiều. Còn nếu như quý vị mà mua để ở thì thật sự chỉ Chủ cần yếu căn nhà đúng ở, mà rồi. nhà nhà cho dù quý vị thấy rồi nó đã lên rồi nó cũng sẽ xuống, rồi xuống rồi nó cũng lại lên lại. Thành ra là nếu như mình mua ở thì đâu có vấn đề gì đâu, mình tính ở là mình mua một cái lô là cũng 30 năm mà, thì mình cũng ở lâu mà, hay ra nó không có vấn đề. Được căn nhà mà thích đủ khả năng là nên mua liền. Chần chừ mất cơ hội, rốt cuộc bây giờ già, theo những cái tin tức chúng tôi đã đưa cho quý vị từ mấy show trước là nhà nó còn, bây giờ giá nhà lên gấp 10 lần cái income của mình luôn. Thành Đúng rồi, ra bởi giờ vậy. với cái income này là không mua được nhà luôn quý vị. Nó không là phải down rất là nhiều để mà mình mượn loan ít lại vừa với khả năng của mình. Chứ bây giờ khó khăn quá. Thưa quý vị, bởi vậy cho nên là cái gì mình có thể trong cái khả năng lúc này thì đừng có nên bỏ qua. Một cái câu hỏi nữa đó là quý vị ơi cho em hỏi, em thấy căn nhà pending xong lại up lên với giá khác nghĩa là sao? Nghĩa là nhà bán không được trong lúc làm loan hay sao? Xin quý vị giải đáp giúp. Thì trong này có một cái hình screenshot đó, là căn nhà list lên là ngày 15 tây tháng 5 2024 với giá là 529.000 Mỹ kim. Và sau đó là do pending đó, list lên là tháng 4 và pending là ngày 15 tháng 5 là 529. Và tới cái ngày 16 tây tháng 7 mới đây Mới đó, đây á. dạ thì là đổi giá, list lên lần nữa đổi giá là 540.000 Mỹ kim. Tức là nó chênh lệch 10 Mười mấy 11 ngàn. ngàn dạ so với cái giá list. Thì người này mới hỏi, thưa quý vị, thông thường
ai cũng muốn là cái transaction nó go smooth, nó Uh-huh. không có gì xảy ra. Uh-huh. Nhưng mà không phải 100% đều được, không có cái gì là tuyệt đối. Có một số những cái trường hợp khi mà buyer với đi vô cái contract rồi họ không có qualify cho cái loan gì Ừ, đúng ha, rồi, hoặc là không cái muốn. loan có Thật ra vấn cái làm đề. loan, tính toán cái loan rất là quan trọng ở chỗ Dạ. đó đó. Họ không có đủ điều kiện để họ mua hoặc là bị một trục trặc cái gì đó thì tự nhiên là không thể nào tiếp tục cái việc mà mua bán nhà đó được, cho nên là họ phải báo cáo. Thì cái người listing họ đăng lên, lý do họ đăng lên hơn cái giá list có thể là khi đó appraisal ra cái giá nó đã cao rồi, khi họ Thì nó list ra là cái đúng giá giá đó thì họ biết là cái nhà của họ là giá đó đó rồi, họ ra list giá đó. đó, hoặc là khi mà họ đăng lên lúc trước một tháng trước là 529 nhưng mà có rất là nhiều offer vô là 540, 540, 540, 539, 541, ví Thì dụ họ mới vậy, chọn con số họ chọn đó. con số đó luôn. Cho nên Nhiều là khi nó là đúng tùy. cái offer này nè, nó cũng giá đó, tức là người ta biết cái Đó, giá này là cái giá giá. nhà của người Ừ. ta. Đã Hồi có người xưa offer vậy có người rồi. offer Đó. rồi mà cũng nhiều Ừ. người kiểu vậy á, thành Đó. ra là bây Thì họ lấy giờ luôn. nếu mà back on the market thì nó phải để Ừ. lên Đó, luôn giá đó, đó. đó. Và còn cái lý do tại sao mà đi ra khỏi cái hợp đồng thì như chúng tôi trình bày là có thể người buyer không có đủ điều kiện. Thứ hai, có thể buyer không đổi ý, nghĩa Đổi là ý, sẽ đổi ý, được quyền đổi không ý có mà. giữ cái ý kiến ban đầu. Ví dụ giống như đang thích cái căn này quá mà khi vô rồi tự nhiên tuần sau nó vô một căn khác đẹp Thật sự mà quá đi. nói bây giờ ai mua nhà cũng là offer ba bốn cái luôn, cái nào Đó. nhận mình thì mình lấy cái Đó. đó, mình thích căn Rồi. này hơn, căn này thích nhất, căn này thích nhì, căn này Dạ. thứ ba Đó. đó, nhiều khi Mà căn chờ thích không có thấy, chờ hoài không thấy căn này kêu vô thì vô liền chứ đúng không rồi, không có bị nha. hụt. Thì mới vô được có 1 tuần 2 tuần căn kia kêu gọi. Giờ trời mê quá rồi thì phải phải back out. Bỏ phải Đó. back out ra. Thật ra nhưng mà nói vậy Hoặc ấy, nhưng mà lúc nào nó cũng có giới hạn với quý vị, chẳng hạn đúng trong rồi. 17 ngày đầu Đó. thôi là mình được quyền back out, chứ không phải là giờ gần đóng đi rồi quý vị lại muốn back out thì đương nhiên Thì cái nó đó sẽ mất là không deposit được đâu hoặc là ạ. cái gì đó Đó là sẽ tùy bị mất theo. tiền deposit đó, Dạ. tức là thường thường quý vị mua nhà đó cho mình thời hạn tùy theo Ừ. lúc trên cái contract. 10 Dạ. ngày là remove cái chẳng hạn như Contingency hoặc physical là cái gì đó. contingency là Dạ. check nhà, là quý vị có 10 ngày rồi 10, 22 Dạ. ngày, 21 ngày tùy theo contract là Đó. sẽ remove cái loan contingency. Thì trong cái thời hạn đó quý vị có thể cancel. Còn Dạ. sau đó là cancel là mất tiền Ừ. deposit. Hoặc là thí dụ khi mà ban đầu thích vậy nhưng mà tới khi inspect cái nhà, inspection thấy Thấy nó cái hư nhà hại nhiều quá mình nhiều không quá thích, thành so ra nó với cho ex mình 10 đó. ngày, thường thường nó cho mình Đó. 10 ngày Dạ. để mình Nó check có rồi mình thấy mình nhiều không lý thích. do để mà cái deal nó không thành công và cái nhà nó trở lại thị trường dành cho những người mua khác, mà chúng ta nôm na một chữ là tùy duyên phải Thật không ra chị? quý vị cũng đừng có buồn là nhiều Ừ. khi căn nhà này mình thích nhưng mà mình không có cơ hội, nhưng mà quý vị cũng cứ chờ đợi lâu lâu trở lại cỡ 1 tuần 2 tuần quay trở lại tìm thêm căn nhà đó, nhiều khi nó cũng bác trở lại Đúng thị đúng trường, rồi. tại vì nhiều khi cái người trước mình á, nhiều khi người ta cũng vẫn có vấn đề gì đó, Đúng người ta rồi, không đúng thích, rồi. người ta lại back out ra, Dạ. thì mình là có cơ hội mình nhảy Đúng vô. vậy. Thật ra thích căn nhà nào vẫn cứ ráng Cứ lên theo offer. until quý vị thấy nó là close sale rồi á, là biết là Ừ, ok khác thật sự rồi. là bán rồi, close escrow Giống rồi như thì cái nói thì thôi, chứ còn dạ. vẫn còn pending, vẫn còn ghi chữ active under contract là quý vị cứ vật việc chờ đợi. Đúng rồi. Với giống như cái căn đầu tiên mà tôi nhớ mua đầu tiên trong cuộc đời đó, mua mà em kể mấy lần đó, khi mà thích mua thì mình chưa có khai thuế, lúc đó mới có tháng 12, tháng 1 gì đó. Rồi thấy list lên mê quá cái căn đầu tiên mua đó. Rồi tới khi mà có đủ điều kiện này thấy nó đã pending, nó pending luôn rồi. Tôi nghĩ thôi chắc không, mình không có duyên với căn này. Mà tôi rồi đi khai thuế này kia xong rồi vừa khai thuế xong về ngày hôm đó luôn thấy nó bắt market. À, Thì thấy khủng khiếp không? đúng rồi, là Ông nói wow, căn này vô bác market, vừa offer vặn liền. khai thuế xong mà đầy đủ hết giấy tờ Offer ha, liền offer và liền là được rồi. giờ cứ đi theo vậy là mình mua được căn Ừ, nhà. thành ra thích căn Nó nào tùy theo cũng cái vẫn hiểu thấy cứ rình không? rình rình Đúng đó. rồi, mà trước đó là đã offer nhiều căn rồi, đúng không? Cho nên là nó tùy theo cái duyên của cái nhà đó với mình nữa thưa quý vị. Cho nên là chúc cho tất cả quý vị ai mà muốn mua nhà sẽ có cơ hội để sở hữu căn nhà mình sớm. Đúng rồi. Dạ, Bây hết giờ cũng giờ hết rồi đó giờ rồi chị. phải không? Dạ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin tạm dừng và chúng tôi rất là cảm ơn tri ân đến sự ủng hộ quý báu của tất cả quý khán giả gần xa. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.